Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng môi giới bảo kê cho xe vi phạm được qua trạm cảnh sát giao thông Suối Tre. Cụ thể, các bị can Trương Công Quang 44 tuổi, Đặng Văn Út 50 tuổi, Trần Thị Diệu Hoa 62 tuổi Nguyễn Văn Hậu 39 tuổi, cùng ngụ huyện Xuân Lộc, Trần Quang Tuấn 41 tuổi, Nguyễn Đăng Khoa 38 tuổi, cùng ngụ thành phố Long Khánh, Ngô Văn Đạm 28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, Lê Bảo Ngọc 33 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà 39 tuổi, Hoàng Hiệp 47 tuổi, Hoàng Thanh Sĩ 48 tuổi, Tạ Thị Thu Trà 44 tuổi cùng quê Hà Tĩnh bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong số các bị can bị truy tố về hành vi môi giới hối lộ thì bị can Trần Thị Diệu Hoa là nhân viên cây xăng dầu Lan Phượng 2016, đóng trên quốc lộ 1 thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Tại cây xăng có kinh doanh hệ thống cân điện tử 100 tấn để cân xe nên Hoa quen biết một số cán bộ cảnh sát giao thông của trạm Suối Tre. Theo lời khai của bị can Hoa, đầu năm 2022, trung tá Lê Ánh Dương khi đó là trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đến đổ xăng Trung tá Dương đã nói với Hoa, nếu có người điều khiển phương tiện giao thông nào muốn trung chi, hối lộ cho cảnh sát giao thông thì Hoa cứ nhận và có người của Dương sẽ đến lấy. Nhân viên cây xăng Hoa đồng ý và được Dương cho số điện thoại của tài xế riêng là Trần Quang Tân. Sau đó, Tân đến gặp Hoa theo chỉ đạo của Dương, thỏa thuận với Hoa là thu của chủ xe, lái xe số tiền 1,5 triệu đồng một xe một tháng, thu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng. Sau đó, Tân sẽ lên lấy tiền và danh sách xe đã nộp tiền. Do đó, từ tháng 2 năm 2022, nhân viên cây xăng hoa hỏi một số tài xế lái xe ra vào trạm xăng dầu Lan Phượng 2016 là có muốn trung chi, bao luật cảnh sát giao thông thì liên hệ hoa. Sau đó, thông tin hoa giúp trung chi bao luật đã được các lái xe truyền tin cho nhau biết. Khi lái xe nào nộp tiền cho nhân viên cây xăng thì Hoa ghi biển số xe của họ vào giấy. Định kỳ ngày mùng 10 mỗi tháng thì Tân sẽ đến gặp Hoa nhận tiền mặt và tờ giấy ghi biển số xe. Theo Hoa, tháng ít nhất Hoa đã thu được 15 triệu đồng, tháng nhiều nhất hơn 37 triệu đồng. Số tiền thu được Hoa đưa hết cho Tân và không được hưởng lợi ích gì. Từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022, Hoa nhận tiền của các lái xe rồi đưa cho Tân hối lộ cảnh sát giao thông khoảng 150 triệu đồng. Ngoài ra, Trần Thị Diệu Hoa biết Trương Công Quang có thể giúp các lái xe trung chi hối lộ tổ tuần tra, đặc biệt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai nên Hoa đặt vấn đề với Quang giúp đưa tiền hối lộ cho tổ tuần tra đặc biệt và được Quang đồng ý mức thu là 2 triệu đồng một xe một tháng. Để tiện liên hệ, Quang cho Hoa số điện thoại để Hoa nhắn biển số xe qua cho Quang. Sau đó cứ vài ngày, Quang lại cho người qua gặp Hoa để lấy tiền trung chi. Hoa đã thông báo lại cho các tài xế lái xe biết việc trung chi cho tổ đặc biệt và họ đồng ý. Theo lời khai, Hoa đã nhận tiền khoảng 2 tháng với cộng khoảng 70 triệu đồng và đã đưa hết cho người của Quang đến lấy tiền mặt. Sau khi Trương Công Quang bị bắt thì Hoa đã xóa thông tin liên lạc với Quang. Bị can Quang khai nhận khi nhận đưa số tiền 70 triệu đồng từ Hoa thì Quang đã đưa một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh người này. Ngoài ra, trong vụ án này bị can Nguyễn Đăng Khoa nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế xe. Số tiền này Khoa được hưởng 10% hơn 120 triệu đồng. Khoa khai có đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt khác 65 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra người mà Khoa khai. Cáo trạng xác định, bị can tân lợi dụng lái xe riêng của Trung tá Lê Ánh Dương, nguyên trạm trưởng cảnh sát giao thông Suối Tre, đã nhận tiền từ các chân rết Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Diệu Hoa cùng các đồng phạm lấy từ tài xế xe tải nhằm hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua lỗi vi phạm với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.